Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục lên clip với để giới thiệu những cái đồ như là hàng trưng bày dùng như mặt hàng xa xỉ dành cho những anh em đam mê đồ đồng, đồ cổ để mà trưng bày làm đẹp. Nó có giá trị trưng bày nhiều hơn là giá trị sử dụng. Thì trước khi vào nội dung chính thì như thường lệ thì tiếp tục công bố cái quỹ lá lành đùm lá rách. Thì ngày 4 tháng 10 thì có một chú là không nêu tên ở Thái Nguyên và ủng hộ 30.000 đồng. Tiền đơn hàng thì có 13 đơn nhân với 5.000 là bằng 100 là bằng 65.000, tổng cộng là ngày 4 tháng 10 là 95.000. Lũy kế đến ngày 4 tháng 10 là 4.165.000 cộng với 95.000 là 4.260.000 đồng. Thì lũy kế đến thời điểm này cũng gần đạt được cái mục tiêu để mình mua một món hàng đầu tiên để trao cho cái tổ cất nhà từ thiện. Thì quỹ là như thế. Còn hôm nay thì mình lên để giới thiệu với anh em là một cái bình, hai cái bình. Cái này là bán một cặp, và một bộ bên đó là một cặp, và một bộ dưới kia là một cặp, tổng cộng có 3 cặp. Thì hàng này thì chỉ bán và nhận chuyển khoản thì chuyển khoản em bao ship, chuyển khoản đã bao gồm phí vận chuyển. Thì mọi người thấy thích thì đặt hàng liên hệ với em, thì em sẽ số điện thoại của em là 0988 19 0303, em có để trên tiêu đề của video. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ, thì giá em báo thì đã bao gồm phí vận chuyển. Và nội dung chính thì cái mã số 1, cái bình số 1, bình số 1 đây, nó có cái hoa văn ở đây, nó cẩn như là xà cừ vậy đó. Còn lớp bên ngoài của cái mấy cái bông nè, một cái bông, hai cái bông, ba cái bông ở đây, hình như nó quét một cái lớp vàng ở ngoài vậy đó mọi người. Nó không có bị oxy hóa mà nó vàng hoài nè. Có thể là nó quét một cái lớp vàng ở ngoài cái vàng 14, vàng 18 gì đó. Nó mình không có chùi nhưng mà nó vàng hoài, nó không có bị oxy hóa chỗ này nè. Đó. Còn những cái bông này như là bằng xà cừ thì vậy. Đây, chất liệu nó là bằng đồng. Nó có ba chân vậy, bằng đồng nè. Cà ra nó màu vàng phía dưới nè. Đó. Bên trong của nó nè. Đó. Cái này dùng để trưng bày. Đó, cái độ dày của cái miệng nó là khoảng 6 ly, nhưng mà nó làm gì nè, từ đây xuống đây nó bè ra, cho nên là cái độ dày nó không tới 6 ly đâu, khoảng 3-4 ly gì đó. Đây, hai bên này là nó làm cái hình như là hình người á. Nè, cái cán nè, như cái hình người, đầu người, hay là con này con kia gì đó. Đó, mọi người thấy không? Đó. Cái bình này nó có, nó cao là 25cm, là tính từ này nè, tới từ miệng tới cái chân này là 25cm. Nè, nó cao là từ đây tới đây nè, khoảng 25cm, 25cm. Còn đường kính miệng là đường kính miệng là 10.5cm, đường kính miệng 10.5cm, và đường kính bầu này khoảng 14cm. Đường kính của cái bầu này nè, nó to khoảng 14cm. Nó nặng thì 1,6 kg, cái bình này không nặng 1,6 kg nè. Và nó còn có cái đế này nữa. Cái đế này tròn nè, cũng bằng đồng luôn. Cái đế này á, là đường kính là 29,5, từ đây qua đây nè 29,5cm. Và cái đế này nặng khoảng 1,2 kg. Và cả bộ nó thì đến cân thử rồi, hình như là khoảng 2,8 kg đó. Cộng lại là 2,8 kg. Cả bộ là 2,8 kg. Cả bộ của nó là nặng 2,8 kg, một bộ gì nè. Nó nặng 2,8 kg.
rất là đẹp nha, trưng bày thì rất là đẹp, nó có luôn cái đế luôn. Đây tiếp theo cái đây mình gõ thử cho mọi người xem, đồng là nghe tiếng nó vang đó. Đó, vang. Tiếp theo cái bình thứ hai của mã số 1 này, bình thứ hai của cái mã 1 nha, bình thứ hai của mã 1 là bằng đồng. Cái này bình này nó nặng hơn, chiều cao của nó là 24 cm, 24-25 cm, nó bằng với bình này khoảng 25 cm. Đây, nó thấp hơn chút, chiều cao của bình này 24 cm, nó thấp hơn nhưng mà nó nặng hơn. Đường kính thì 10.5 và đường kính bầu thì cũng khoảng 14. Đường kính bầu thì 14 cm, đường kính miệng, đường kính bầu thì nó bằng với cái này. Đó, và cái này thì nó độc đáo hơn, nó dày hơn, nó nặng hơn. Đây, hình này là cái hình con gì không biết luôn. Đó, hai bên nè. Đó, và nó có hai cái khoen ở đây nữa nè. Bên trong nữa nè. Đó. Phía dưới nó có cà cà, nó vòng màu vàng nè. Đó, nó bằng đồng. Và hoa văn trên này là những cái hình đầu người nè. Đó. Những cái hình đầu người. Đó. Còn cái đế thì nó cũng giống y chang như cái kia thôi, là đường kính nó là 29.5. Cân nặng nó là 1.1 kg. Cả bộ của nó nặng khoảng 3.1 kg. Cái bình này nặng 2 kg nè. Bình này nặng hơn bình kia 1.6, còn bình này là 2 kg. Đây, để mình xem cả bộ. Cả bộ nó là 3.1 kg. Còn bình này là cả bộ là 2.8 kg nè. Bình này cả bộ là 3.1, 2.8 cộng 3.1 là 4.9. Hai cái bình này nặng gần 5 kg. Hai cái bình này nặng gần 5 kg. Và mã số 1 mình bán với giá là 4.500.000. Hai cái bình này nè, combo số 1, hai cái bình giá 4.500.000 đồng. Giá 4.500.000. Đó. Mã số 1 này giá 4.500.000. Hai cái bình giá 4.500.000. Combo mã số 1 nha, gồm có hai cái bình. Hai cái bình này giá 4.500.000. Mã số tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 thì nó gồm có hai cái ca. Hai cái ca đây. Một con hạc đứng trên con rùa cầm và ngậm một cái gì nè, cái bảo bối gì nè, đó xoay xoay được nè, và một cái bình. Đây, combo này là có cái giá là 2.5 triệu. Mã số 2 có giá 2.500.000. Rồi, để mình giới thiệu từng cái. Đây, con hạc đứng trên con rùa. Cái con này bình thường là mua khoảng 500.000. Bình thường khoảng 500.000. Cao 20 nè. Cao 20 cm. Từ con rùa lên tới cái đỉnh này là 20 cm. Con rùa thì chiều ngang nó khoảng 4.5 cm. Thì nặng hạt và rùa nặng khoảng 200 g. Này nặng khoảng 200 g nha. Đó, hạt và rùa. Một cái bằng đồng nha. Này toàn bộ bằng đồng. Tiếp theo là cái ca. Ca này có giá trị trưng bày nha, bằng đồng. Đây mình có cà thử dưới này, nó màu vàng. Toàn bộ cái ca nó bằng đồng nhưng mà bên trong thì nó có lạ mạ cái lớp màu trắng này. Nhưng mà bên trong thì nó bằng đồng, mạ lớp màu trắng nè. Toàn bộ là bằng đồng hết, để mình lấy cục hít để mình hít thử cho mình. Đây. Nè, hít nè. Không hít này nè, đó, cục hít nè. Đây. Đó, không hít. Nó toàn bộ là bằng đồng hết. Cái bình này cũng vậy, không hít nè. Mấy cái bình này cũng vậy. Đây. Không hít nha. Rồi, cái ca nè, hai cái ca này nó giống y chang nhau luôn.
hoa văn gì nữa. Để mình xem hoa văn nó giống không, nó cũng giống y chang nhau vậy đó, hoa văn gì nó giống vậy đó. Cái này là một cặp nè, bên ngoài nó bị oxy hóa là đồng, thường thường nó bị oxy hóa nè, cái cán nó làm nè đó. Rất là đẹp. Trên đây là hoa văn là hoa lá, hoa và lá cây nè. Như đít nè. Bên trong là nó mạ một lớp màu trắng. Mà lớp màu trắng này không biết là lớp màu trắng gì, không biết bằng inox hay gì không biết. Đây, đít đây. Hai cái là một cặp y chang nhau luôn. Hoa văn nè. Đó. Chang nhau luôn nha mọi người. Đó. Hai cái ca này nó nặng, một cái nó nặng khoảng 350 gram. Hai cái là nặng 750 gram, khoảng 700 gram. Và tiếp theo là cái ca để mình đo cái thông số kỹ thuật. Đây. Đường kính miệng của nó là khoảng 7,5 cm, chiều cao là 11,5. Chiều cao 11,5 và đường kính đáy là khoảng gần 8 cm. Tiếp theo cái bình, bình này nó độc đáo lắm. Đây. À. Trên đây là nó bằng đồng rồi, nó phủ như một lớp sơn bên ngoài á, bằng đồng nè, phủ một lớp sơn nè. Đồng nè, cà nó vàng nín nè, thấy không? Trên này nè. Trên này cũng vậy, bằng đồng phủ một lớp sơn vậy. Nhưng mà nó độc đáo có một cái nè. Từ đây xuống tới chỗ này nè là nó bằng đồng nè. Mọi người thấy ngấn không? Từ đây xuống tới đây là nó bằng đồng. Và chỗ này nó cũng bằng đồng nè, nguyên cái đế này nó bằng đồng nè, nhưng mà chỗ này nó lại bằng nhựa nè. Nhựa giả đồng, và từ khúc này tới khúc này nè, nó cũng bằng nhựa nè. Tại vì ở bên trong là nó có như là nó đựng cái gì nó đốt, nó có một cái lỗ khuyết ở trong trong cái bình nè. Phía trong đó, nó có một lỗ khuyết, nó đựng cái gì, nó có một lỗ khuyết. Bên ngoài thì vẫn còn đẹp bình thường, nhưng bên trong hình như nó đựng nó đốt cái gì, nó đen đen, nó có một lỗ khuyết bên trong nè, ngay cái góc bên đây nè, ngay góc đây nè. Lỗ khuyết từ đây đến đây nó bằng nhựa, thì vì sao mình biết nè, gõ nè, đồng nó dày, dày cỡm mà đồng cái này nó dày lắm nè, đồng đó như đây đồng, nhưng mà này nó khác nè, nhựa nè, thấy không? Kim loại khác. Dưới đây là nó bằng như nhựa giả đồng vậy đó. Đó, cái bình này nó độc đáo vậy đó, nó rất là đẹp. Bình này nó cân nặng là gần 1 kg, 1 kg yếu, gần 1 kg. Và chiều cao của cái bình này là 20. Đường kính miệng của nó là 8 cm, và đường kính bầu thì nó khoảng 14 cm. Đường kính đáy thì nó khoảng 7 cm. Này có giá trị trưng bày nha. Bộ này rồi có bình nè, hai cái ca nè. Như cái này 500 nè, 500, 1,5 triệu. Bình này 1 triệu, 2,5 triệu. Combo này có giá là 2.300.000 đồng. Lấy combo này giá 2.300.000. Combo số 2 là 2.300.000 nha, gồm cái bình, hai cái ca và một con hạt, giá 2.300.000. Hai triệu 300.000 đồng, chuyển khoản là bao bao phí vận chuyển luôn. Và tiếp theo là cái combo mã số 3, khoan, mã số 2 để mình cân cả bộ nó là nặng bao nhiêu. Cả bộ nó nặng 2,1 kg, cả bộ nặng 2,1 kg, cả bộ này nặng 2,1 kg, có giá trị trưng bày nha, 2,1 kg. Còn mã số 1 này là cả bộ là 2,8 và 2,1 kg. 2,8 và 2,1 kg. Nặng gần 2 ngày, nặng gần 6 kg. Một
cái này là 2,8 kg, bình và đế là 2,8 kg, này bình và đế 3,1 kg, hai này nặng gần 6 kg, giá 4,5 triệu, còn bên đó là giá 2,3 triệu. Tiếp theo là mã số 3, mã số 3 là combo này đây. Mã số 3 này, mã số 3 là nó gồm, mình giới thiệu cái thứ nhất đi, là cái ca đây, hàng này của Indonesia, ca nè, Indonesia của nó ghi Indonesia của hãng gì nè, hãng gì không biết luôn, Bankata gì đó của Indonesia đây. Đó, nó long lanh, cái bộ này là chất liệu là không biết bằng cái gì luôn nha mọi người. Nhìn thì nó cực kỳ giống bạc luôn, tại vì để hoài là nó không có oxy hóa. Nó dẻo giống như chì vậy đó, hoặc là dẻo giống như bạc nguyên chất vậy đó. Nhưng mà không có biết là chất liệu nó gì, nó cực kỳ dẻo luôn. Mình cấn mạnh là nó sẽ bị bóp, nhưng mà cái này nó rất là dày nha. Cái ca này này không nè, nặng gần nửa ký. Và của Indonesia nó có thương hiệu luôn á. Cái ca chiều cao nè, 11.5, đường kính nó 7.5 nè, đường kính nó dưới này là, đường kính nó dưới đáy là 9.5 nè. Ca nó cực kỳ dày, ca này không nửa ký nè, cán nè. Đó, của Indonesia, nó mềm, nó dẻo lắm, cực kỳ dẻo luôn. Này có giá trị trưng bày nha, ca còn cực kỳ long lanh nè. Nó y chang như bạc luôn, đem lại thợ bạc, nhìn là nó cực kỳ giống bạc luôn. Thợ bạc là không thể nào là nhận ra là bạc hay là cái gì luôn đó. Cái ca số 2, ca số 2 là cũng của Indo nè, Hen là không biết của nước nè, Hen là Indonesia nè, Hen Med Indonesia, Hen cũng như là hoàng tai đó, làm từ Indonesia đó. Đó, cái ca này nó nhỏ hơn này, nó long lanh giống y chang như là bạc vậy đó. Nếu nó dẻo giống như chì, mà chì thì đưa ra không khí thì nó bị oxy hóa, còn này thì nó không bị oxy hóa, nó sáng hoài nè, mình để lâu lắm rồi nó cũng sáng vậy nè. Đây nó để dưới đây là GZS nè, hình ngôi sao nè, cái biểu tượng của cái hãng nó hay gì á. Và dưới đây nó để là in memory nè, in memory tức là bộ nhớ của GZS như của công ty nào đó, ngày 10 tháng mắt là tháng 3, ngày 10 tháng 3 nè, năm 1982 nè, năm 1982, GZS Rizikai này của hãng Rizikai kia này, Mr. Chiba chỗ này nè, nó ghi là Mr. Chiba đó, in memory of GZS 10 mắt ngày 10 tháng 3 1982, GZS Rizikai, Mr. F Chiba. Đó, trên cái ca này đây vậy. Và này của Indonesia, này không biết chất liệu bằng cái gì luôn. Nó bóng, nó đẹp. Và cái ca này thì nó cao là 12,5, cao 12,5, đường kính miệng là 7,5, đường kính đáy là 7,5. Đó, cái cán nè, cái cán làm khác cái ca kia một chút. Đó, cái ca này nó nặng khoảng 400 gram, gần 450 gram á. Và tiếp theo là cái ly này là đây, ở phía dưới này cũng đóng là handmade Indonesia của hãng Bintara này, nó chá, có ánh đèn nó chá mọi người không thấy, nhưng mà nó ghi handmade Indonesia Bintara này. Bên trong nè, nó dẻo dữ lắm, để lát mình test cái độ dẻo của nó để mọi người xem. Đây, đó, quên, cái ly này thông số của nó là
cao là 12,5 nè, đường kính miệng của nó là 5,5 nè, đường kính với cái đáy này là nó khoảng 5,5 luôn, 5,5 cm trên miệng là 5,5, ở dưới này cũng 5,5. Đó. Còn cái bầu này là khoảng 6 cm và nó độ dày của nó dày lắm, độ dày của nó mấy ly, 2,5 ly, độ dày của ly 2,5 ly, độ dày của cái ly này xuống tới phía dưới nè, xuống tới phía dưới gần 3-4 ly, 5 ly luôn, nó dày lắm. K này cũng vậy nè, xuống tới dưới này nó dày lắm, gần 5 ly, khoảng 5 ly ấy. Nó dày với vậy nó nặng, cái ly nặng khoảng 200 gram, ly lớn. Ly nhỏ này cũng vậy, ly nhỏ này nó vậy nè, đó, handmade ở dưới này nhưng mà nó bị mờ rồi. Cũng của Indo thì nó chung một bộ đó. Đây, ly này nhỏ hơn, ly này đường kính nó đường kính miệng 4,5, kính đáy cũng 4,5, bầu thì khoảng 5 cm, chiều cao là 10, chiều cao là 10 và cái độ dày của cái ly này khoảng 2,5 ly, 2,5 ly, và cái ly nhỏ này nó nặng khoảng 100 gram, ly nhỏ nặng khoảng 100 gram. Tiếp theo là cái quả táo này. Đó, ngoại hình của nó này. Cũng handmade nè, Bintara nè, handmade Indonesia, Indonesia handmade Indonesia dưới này nè, Bintara thì nó để dòng chính giữa nè, đây không có bị oxy hóa nè, ở trong nè, màu nó y chang như là bạc như đó. Đây là thợ bạc là không biết, cho nên không biết chất liệu gì, nhưng người nó dẻo, chỉ có giá trị trưng bày thôi. Đây cái nắp đó nè, giống như quả táo vậy đó, đó. Này nó dày, dày khoảng 2-3 ly vậy. Quả táo này nó nặng là 300 gram, quả táo nặng 300 gram, chiều cao là chưa không tính cái cuốn nha, chiều cao nó khoảng một tấc, chiều cao khoảng một tấc và đường kính nó khoảng một tấc luôn, đường kính khoảng tấc luôn. Đó. Nặng 300 gram. Đây quả táo đây. Tiếp theo là nó một cái bình nè, trên ở đây nó hơi bị cấn chút xíu nè, chỗ này nè cấn chút xíu nè, đó. Cũng handmade Bintara Indonesia nè, như này bình ở trên này nè, nó dẻo nè, ví dụ ở đây nó bị mớp, bị cấn mà nó mớp vô á, nếu mình kiếm cái gì tròn tròn á, mình cho nó vừa dưới này sấy ra là nó tròn lại, nó dẻo cực kỳ nè, y chang như bạc luôn, nhưng mà nó dẻo lắm, không biết là bằng chất liệu gì luôn, nó dẻo giống như chì hàng vậy đó, mình đút cái cây hàng mà nóng chảy vô là nó chảy luôn á. Cái mỏ hàng á, mỏ hàng chì, mỏ hàng sung á, vô là nó chảy luôn á. Tiếp theo là một cái bình nè, bình này bình rượu nè, nó bị quên đo cái thông số của cái này vậy đó chứ, này nó cao là 32, đường kính miệng nó là 2,7, cái bầu của nó, cái bầu của nó là khoảng 7 phân và đường kính đáy nó 8 phân, bầu 7 phân còn đường kính đáy với là khoảng 8 phân và cái bình này nó nặng là 500 gram, bình này nặng 500 gram nè. Tiếp theo cái bình này nè, bình này nó bị mớp lỗ chỗ này nè, đó mọi người thấy không, cái này mà mình có cái cục hít của mấy anh mà hít cái xe ô tô bị mớp á, chắc hít ra được, mình không có đồ nghề thì nó bị mớp sao để y chang vậy. Đây bình đẹp không, bình rượu, cái nắp nè, bình trong đó nè, đó cái bình này không biết nó có xài cái gì rồi không, mà nó có đựng cái gì không, thấy nó bên trong nè, đó thấy không, không có bị oxy hóa nha. Bintara handmade Indonesia nè. Đó. Chỉ có một cái ca này là nó để hãng rồi tên người sáng tạo gì đó, tên hãng. Còn mấy cái này thì chỉ đóng cái tên của cái hãng sản xuất thôi. Đó. Bình rượu
y chang như bằng bạc luôn. Bình cái nguyên cái bộ này nó cực kỳ sang trọng. Bình rượu này nó nặng sáu trăm năm mươi gram và cái thông số của nó là cao tới cái nút nắp luôn là 27, đường kính miệng của nó là khoảng 4 phân, đường kính miệng khoảng 4 phân, đường kính đáy là 6 phân và cái bầu nó khoảng tấp trên tấp tấp mốt gì đó. Bầu nó khoảng tấp mốt từ đây qua đây nè, khoảng tấp mốt, nói chữ khoảng thôi chứ nó không chính xác đâu, lại đo thì không thể nào chính xác được, tấp mốt. Và tiếp theo cái cuối cùng trong bộ này, nó còn cái cuối cùng là cái vỏ. Cái vỏ nè đó, cũng handmade Bintara, handmade Indonesia đó, màu sáng y chang như màu bạc luôn, bạc nó sáng mãi mãi luôn. Cái này có giá trị sưu tầm là cực kỳ cao, trưng bày trong nhà mà có sở hữu. Cái này 200 gram, cái vỏ nặng 200 gram đó, có cái hoài nè, nó mềm dẻo lắm, nó có thể là nó bị ấy, cái này mình kéo lên khi mình xài á, nó bị, có thể bị tác động á, nó bị dẹp xuống, mình kéo nó lên lại. Đây, cực đẹp không? Cái đường kính của cái vỏ này là 13. Đường kính vỏ là 13, cái đường kính đáy, đường kính miệng của vỏ 13, đường kính đáy là 7. Chiều cao là gần 5.6, 5.7. Nặng 200 gram. Và cả bộ này để mình cân thử cho nó nặng khoảng bao nhiêu ký. Này 200 gram với 100 gram là 300 gram, 300 gram là 2 ký 6 7, cả bộ nó nặng khoảng 3 ký, cả bộ nặng khoảng 3 kg á. Tất cả nặng khoảng 3 ký. Trong nhà mình để cái bộ này là cực kỳ sang trọng luôn, trong cái tủ mà mình trưng bày á, cực kỳ sang trọng luôn. Đó. Cả bộ nó vậy đó, nặng khoảng 3 ký. Và cái bộ này nè, nó còn có đây hai cái khâu này nữa, không biết làm cái gì luôn. Đó. Nó tới 3 cái khâu lận, mà một cái khâu mình đem ra thí nghiệm rồi, cho nên chỉ còn tính này 2 cái nữa thôi. Đó, cực kỳ đẹp không? Chiếu hào quang luôn, để như ánh sáng là nó chiếu hào quang luôn á. À, nó rớt nè, nghe cái cạch như vậy. À, nó rất là dẻo, à, nó dẻo, nó mềm nè. À, cái này mình ngâm trong axit nữa, nó chuyển màu nè. Cái bình thường mình không có ngâm, nó sáng nè. Nó sáng nè, ngâm trong axit nó thành màu xám luôn. Đó, ngâm trong axit đậm đặc luôn đó, nó không có bị oxy hóa, nó vẫn còn vậy nè. Đó, nó vẫn còn vậy đó, nó còn sáng đẹp, à, nó dẻo dữ lắm. Cái này nó có giá trị trưng bày hơn là giá trị sử dụng. Cái cây nóc này nhỏ quá, không có làm nó tròn được.
Đây nó thành ra gì đó. Đó, thì tính hai khâu thôi, còn cái khâu này thì ngâm axit nó bị hư rồi. Rồi toàn bộ của cái mã số 3 này nè, gồm có 1, 2, 3, 4, một bình lớn, một bình nhỏ, hai cái ca, hai cái ly, ly lớn, ly nhỏ, một cái táo và một cái vỏ. Tức là điểm tổng cộng nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 và hai cái khâu tổng cộng 10. Cái bộ này giá là 7 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Cái bộ này mình bán với giá là 7 triệu. Rồi, hôm nay thì chỉ có tất cả là 1, 2, 3, 3 mã hàng. 3 mã hàng này thì mình xin điểm lại ha. Cái bộ thứ nhất, gồm có một cái bình này, một bình này, hai cái bình và hai cái đế. Hai cái đế này nặng, hai bình và hai cái đế nặng khoảng 2,8 với 3,1 là 4 kg, 2,8, 3,1, 4,9, 5,9 chứ. 2,8 và 3,1 là 5,9, nặng gần 6 kg. Hai cái bình này nặng gần 6 kg. Hai cái bình này nè, nặng gần 6 kg và có giá là combo số 1 gồm hai bình có giá 4.500.000. Là chuyển anh em chỉ chuyển khoản, mình chỉ nhận chuyển khoản là bao phí vận chuyển. Chuyển khoản bao phí vận chuyển, đóng gói thì mình sẽ đóng gói rất là cẩn thận, mua cái thùng mút rồi gói rất là cẩn thận. Và combo số 2 là gồm có hai cái ca. Hai cái ca, một cái bình và một con hạt. Hai ca, hai bình và một con hạt là với giá là 2.300.000. 2.300.000 đồng cho hai cái ca, một con hạt và một cái bình, hai cái đó. Nói chung là toàn bộ cái này là có giá trị trưng bày nha mọi người. Thì nặng bao nhiêu quên nè. Nguyên bộ này nặng 2 kg. Nguyên bộ nặng 2 kg, 2,1 kg. Nhưng combo số 2 nặng 2,1 kg, giá 2.300.000. Và combo số 3 này là nặng 3 kg. Chất liệu thì không biết bằng cái gì. Chất liệu là thợ bạc bó tay thì không biết bằng cái gì luôn. Nó rất là dẻo, thì có giá là 7 triệu. Thì hôm nay chỉ có 3 mã hàng như thế thì giới thiệu đến mọi người xem, giải trí. Và nếu có nhu cầu thì liên hệ 0988 190303. Mình tên Được ở An Giang. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.